Nokia Mobile chào tất cả quý anh chị đang xem video nha. Hôm nay Nokia Mobile em sẽ review chi tiết anh chị chiếc điện thoại Nokia N9 này. Chiếc Nokia N9 này là một trong những chiếc máy cũng khá là đặc biệt của nhà Nokia. Thứ nhất là máy này sẽ máy gần như là máy cuối cùng của Nokia sản xuất và là thuộc dòng là máy Nokia N-CD cuối cùng anh chị nhé. Đó là chiếc điện thoại Nokia N9 anh chị nhé. Thì cùng em xem về cái bốc của máy này. Đây là bốc của máy anh chị nhé. Chiếc máy này sản xuất năm 2011 anh chị nhé. 2011 để cạnh tranh trực tiếp với iPhone 4 và iPhone 4S anh chị nhé. Nhưng mà rất là tiếc là Nokia thì cái phần mềm của máy nó cũng rất là hay nhưng mà nó đi trước thời đại anh chị nhé. Thì cùng em xem là những cái tính năng rất là hay của Nokia N9 anh chị nhé. Chiếc Nokia N9 này là bảng 16GB nhé, màu đen. Đó, máy thì tự nhiên có 3G Wi-Fi đầy đủ cho anh chị rồi. Và cái thiết kế của máy nó rất là đẹp anh chị nhé. Nó rất là đẹp luôn. Màn thì màn 3,5 inch thôi nhưng mà máy rất là đẹp anh chị nhé. Đó, anh chị nhìn máy này. Đấy, máy rất là đẹp luôn anh chị nhé. Một chiếc máy màu đen tuyền rất là đẹp. Thiết kế của máy thì nó rất là bóng bẩy anh chị nhé, rất là bóng bẩy. Màn kính thì gần như kính cong anh chị nhé, gần như kiểu kính cong luôn, bo tròn luôn nhé. Máy rất là đẹp. Đó, nhìn tổng quan về một chiếc máy này. Ở đây mình sẽ có mặt camera này, đây flash này, rất là tối giản luôn. Ở trên này thì mình sẽ có là chỗ để mình lắp sim cũng như là sạc nhé. Sạc thì mình sẽ sạc ở đây anh chị nhé, sạc ở đây nhé. Đấy, đây sạc đây và mình lắp sim mình sẽ gạt sang bên này và mình sẽ lấy sim nhé. Đó. Ở đây thì mình sẽ có email của máy đây nhé. Đấy. Ấn xuống này. Một chiếc máy có một cái công nghệ nữa là cái công nghệ màn hình on way on display nhé. Màn hình chờ đấy. Thì nên chiếc điện thoại Xiaomi hoặc là sau này có iPhone 15 thì bắt đầu là học những cái công nghệ này của Nokia. Ngoài ra thì chiếc này có rất là nhiều công nghệ hay nên anh chị nhé. Thì cùng em xem nhé. Ở trong này có phụ kiện của máy này. Mình sẽ cho anh xem qua phụ kiện của máy nhé. Một chiếc máy full box như này nó gói rất là nhỏ gọn như này. Nhưng mà phụ kiện này luôn luôn đầy đủ cho anh chị nhé. Ở đây thì mình sẽ có là một cái ốp lưng này. Một cái ốp lưng nhá, ốp lưng theo hộp luôn nhá. Đấy. Mình sẽ có là sách dẫn dụng này. Và ở đây mình sẽ có là một cái tai nghe zin của Nokia N9 này. Tai nghe zin chưa khui luôn nhá. Ở đây là sẽ có cáp chuyển micro này. Cáp sạc đấy, cáp sạc micro và chuyển dữ liệu. Ở đây sẽ có cục sạc này. Cục sạc của Nokia N9 rất là đặc biệt gì nhá. Ở trên này là nó tròn. Đó, nó tròn. Và đây mình sẽ có cổng ba cổng USB này. Và đây hai chân này. Đó, thiết kế rất là hay chị nhé, tròn tròn xong rồi này còn chân hai chân nữa. Đó, thì đây là phụ kiện của máy chị nhé, phụ kiện của máy thì các anh xem qua phụ kiện của máy. Đó, ở đây mình sẽ có tiếp theo đó là cái chiếc máy của mình nhé. Chiếc máy của mình nó là rất là công nghệ màn hình chờ này, công nghệ màn hình chờ của Nokia có rất là lâu rồi nhé. Đến sau này thì những chiếc máy của Android cũng như là của iOS thì người ta có học tập cái này của Nokia. Đó, và một cái công nghệ màn hình nữa là cái công nghệ màn hình 2011 mà anh chị nhìn thấy này, trên máy nó rất là tối giản các nút đã bấm ấy nhé. Màn hình thì không có một nút bấm nào luôn. Ở này chỉ có tăng giảm âm lượng cũng như nút nguồn thôi. Còn này là mọi chi tiết của máy đều không có gì cả luôn nhé. Rất là trơn tru, rất là tối giản luôn anh chị nhé. Đây mình sẽ bấm vào nút nguồn này, mình gạt sang này. Đó, thì anh chị thấy không ạ? Thứ nhất là máy cảm ứng này. Thứ hai là cái công nghệ của máy đó là nó sẽ vuốt. Thì ở đây mình sẽ thấy là iPhone X từ iPhone 10 trở nên là sẽ có cái công nghệ này của Nokia anh chị nhé. Đó là công nghệ mà không có phím bấm và mình sẽ dùng vuốt và chạm thôi. Anh chị vuốt lên này, anh chị vuốt xuống này, đó, anh chị vuốt lên nó đều là mình ra được cái giao diện của máy nhé. Anh chị thấy cái cử chỉ thao tác giống của iPhone X chưa? Đó. Tiếp theo là giới thiệu anh chị tiếp theo là cái phần camera của máy này. Camera của máy anh chị để ý nhé. Đây là cái đa nhiệm anh chị nhé. Đây là cái đa nhiệm, những cái đa nhiệm anh chị nhìn thấy đấy. Cái camera của máy này, đó, camera 8 chấm thôi nhưng mà cũng rất là nét anh chị nhé. Rất là nét luôn nhé. Ở đây thì mình sẽ có những cái công tính năng rất là hay của Nokia nhé. Anh chị nhìn thấy đúng không? iPhone X mình chưa hề có chụp ảnh macro nhé. Chưa chụp có phong cảnh thôi, có ban đêm, có thể thao, chân dung. Nhưng mà đến tận iPhone 13 Pro Max thì mới có là macro gì nhé. Đó nên là những cái tính năng mà Nokia người ta đã chỉnh, đã cài đặt rất là lâu rồi. Rất tiếc cái hệ hành MIGO này của Nokia nó không được trọn vẹn, nó không được thành một cái sản phẩm mà tốt như của iOS và Android nên nó bị đánh bay mất. Đó thì rất là tiếc cho Nokia chị nhé. Còn những cái công nghệ của nó rất là ok luôn chị nhé. Chụp ảnh rất là nhanh, rất là mượt. Anh chị nhìn cái truyền cảnh của nó chưa? Này. Nó bắt sáng này. Đó, zoom nhé. Nhìn zoom này. Đó. Nó rất là ok luôn anh chị nhé. Rất là nét luôn. Đó. Thì đây mình xóa cái này. Nó mượt chưa? Đấy, anh chị nhìn nó mượt nhanh không? Đó thì đúng là nếu mà Nokia còn sản xuất những chiếc máy như này thì có thể là vẫn có thể cạnh tranh được của iOS và Android. Nhưng mà rất tiếc là cái hệ hành này
nó ngủ trên quên trên chiến thắng đấy. Đây là chiếc điện thoại Nokia N9 và cũng là chiếc điện thoại gần như là duy nhất, à sau này có 808 nữa, là hệ sử dụng hệ điều hành MeeGo này. Hệ điều hành MeeGo là hệ hành cuối cùng của Nokia chị nhé. Sau trước mình có thể dùng Nokia E72 này, hệ hành Snapdragon S60 V3 đó. Sau này mình có sẽ có là Nokia 5800 này, Nokia S60 V5, sau này mình có là Nokia N8 là hệ hành mini đó, hệ hành mini. Và chiếc điện thoại Nokia N9 này hệ hành Anna, hệ điều hành MeeGo chị nhé, MeeGo chị nhé. Đó đây mình sẽ gạt sang này, nó gạt như nó mượt lắm anh chị ơi, cảm giác cầm trên tay nó rất là mượt luôn anh chị nhé. Mình sẽ vào qua tin nhắn này mình chưa có gì luôn này. Ở đây có đồng hồ này, anh cho anh xem các cái tính năng của máy này, báo thức luôn này. Đó, cái này những cái đa nhiệm và ứng dụng anh chị nhé, mình vuốt lên này, đó, lịch này, cho anh xem những cái không cảm ơn luôn này. Đấy, nó, mọi thứ nó đều mới tinh nên là nó chưa có hoàn thiện được anh chị nhé, mình chưa có cái đặt setup hết được. Âm nhạc này, đấy, những cái trải nghiệm nghe nhạc của trên điện thoại Nokia thì nó rất là basic nhé, rất là kiểu hoài niệm ấy, rất là hay luôn anh chị nhé. Đó thì đây mình sẽ có nghệ sĩ này, nó nhiều cái tính năng nó rất là ok luôn anh chị nhé, nó rất tiếc cho Nokia luôn anh chị nhé. Đó thì đây là một chiếc điện thoại mình đánh giá là nó rất là đáng để sưu tầm anh chị nhé, rất đáng để sưu tầm. Đó thì chị trong cái đặt này, cho anh chị xem trong cái đặt này. Đấy, ở đây mình sẽ có là độ sáng này, có kéo độ sáng đầy đủ luôn này anh chị nhé, không phải là đây không phải thiếu gì đâu ạ. Đó, đây này, mọi thứ đây nó đều có luôn ạ. Đó, rất là hay luôn đấy, màn hình rất là đẹp luôn chứ, màn hình cái màu sắc của nó 11 năm 13 năm rồi nhưng mà nó vẫn là sắc nét đó. Giờ ngôn ngữ này nó chút là nó cũng 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 khá là sống giống như chiếc điện thoại Android iOS nha anh chị nhé. Âm thanh volume này đấy, mình sẽ nghe qua cái chuông của máy một chút anh chị nhé, nghe qua cái chuông của máy một chút. Nhạc chuông Nokia Tune này, mình thử nhạc chuông khác cho này, không 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 chạy à? Thế phải dùng âm thanh à? Đấy, nhạc chuông của máy, âm thanh hệ thống này, âm thanh nhạc chuông đâu, à mình đang để im lặng này một cái nhẹ nhàng đây, âm lượng đây, nhạc chuông đây, Nokia Tune này đó. Đó, nó rất là mượt anh chị nhé, nó rất là mượt luôn. Ở đây thì mình sẽ có thoát ra này, anh chị ấn trên lần dưới đều thoát ra được nhé, đây này ấn trên lần dưới đều thoát ra được luôn. Đó, rất là hay anh chị nhé. Ở đây thì mình sẽ có là giam đa nhiệm này, có cái đồng hồ chờ giúp anh chị để hình nền đây này, để hình nền đây này, nó sẽ có hình nền đây rất là đẹp nha anh chị nhé. Đó, nó có zoom là một cái tính năng rất là nhiều của Nokia anh chị nhé, và rất là tiếc cái hệ hành MeeGo này nó không không thể là bứt phá được đấy. Nhiều công nghệ mà sau này đây, cái công nghệ camera trước này giống của Xiaomi Mi Mix 2, Mix 3 này, camera chạy cho ở dưới thì nhé. Đó thì chiếc này nó cũng đã có trước rồi anh chị nhé. Đấy, tất cả là mọi cái là tiền nhiệm thì bao giờ nó có những tính năng hay ấy, thì các đối thủ người ta cũng sẽ tìm hiểu, thì người ta sẽ làm những cái phần mềm, những cái tính năng cũng như là cái ngoại thất của nó ấy, nó sẽ tối ưu nhất cho một chiếc máy điện thoại. Đó, một chiếc máy mà từ năm 2011 mà đến bây giờ mình sẽ có màn hình full viền này, màn hình full view nó không có nút này. Đó, mình sẽ có là cái công nghệ tối giản, cái nút này chỉ có nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng thôi. Ở sau này cũng thế, chỉ có một đúng camera thôi chị nhé, đúng camera và nền logo của Nokia chị nhé. Bên hông này thì mọi thứ nó đều là trơn tru. Đó, trên này thì mình sẽ có là sạc và nắp sim thôi. Đó, mọi tính năng của máy nó quá là chuẩn chỉnh luôn này chị nhé, rất là đẹp. Đó thì hôm nay là bên em cũng review cho chị là một chiếc máy nó cũng rất là hoài niệm anh chị nhé, chiếc điện thoại Nokia N9. Đó, một chiếc máy có thể nó gọi là cuối cùng của Nokia sản xuất, và là cái công nghệ hệ điều hành MeeGo, hệ điều hành cuối cùng của Nokia luôn anh chị nhé. Rất cảm ơn chị đã xem video này, thì anh chị nào cái video này hữu ích thì hay anh mình chị là ủng hộ shop là mình đăng ký kênh và cũng như là like và chia sẻ video anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video.